Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.